chạy đứng luôn, muốn đứng cho mới đẹp. Rồi, đây là hai con bò mà khách ở Gia Lai họ xem mạng ấy, thì họ bảo quay họ coi, rồi sau đó khi họ quay họ coi rồi họ chốt giá với chủ đó, xe kia. Giờ bắt đầu là quay chốt giá với chủ rồi, giờ đây sẽ dắt lên xe giao cho khách ở Gia Lai đó. Đó thì cũng báo giá với quý anh chị cũng như quý bà con. Đó, trong đây thì nó có một cái con bò kim pháp cọp đây, với lại một con ba bơ. Thì bò này á là mình cũng quay thực tế, không quay to quay nhỏ gì hết đó. Đó. Đó thì con pháp cọp đây thì cũng xin báo giá là chở lên tới Gia Lai luôn nha, thành phố và là cu luôn á. Con đây là 27 năm không? Đó, 27 năm. Đó mình quay rõ ràng con 27 năm. Thì bò đây thì mới vừa sáng đó, thì giờ đây bán luôn. Đó. 27 năm. Đấy, đẹp không? Đó, con đây là 27 năm đó. Con ba bơ đây là 31 năm. Đó. Đó, 31 năm thì con ba bơ này là không có chơi chỗ nào hết á. Dài cực kỳ. Con ba bơ đây là dạng như nghi lỡ chứ không phải là nghi nữa nha. Nó dạng nghi lỡ á. Đó, cái mặt mũi sừng đồ là còn lớn hết rồi. Dài chân cán rất là to. Đấy. Đó, lưng quay mông tạ con ba bơ đây. Đó, lưng này. Con đây thì dài ức đồ nơ hết. Chân rất là vòm. Cặp đây nếu tổng cặp đây là tổng cặp cặp đây con 27 năm với con 31 là 58 triệu. À, tổng thử 58 triệu. Tổng thử là 58 triệu giao lên cho khách ở Gia Lai tới thành phố Bồ Lạc Cu đó. Rồi giờ thì dắt lên xe. Rồi, đó, quay nhiêu đó giờ dắt lên xe giao cho khách. Là bên chúng ta đấy lên xe. Đi hết. Kho kim nhưng mà đủ mày bò nghĩ đây đốc chưa, nghĩ đây đẹp chưa, con đây thì không chơi chỗ nào nữa. Con này dăm một vòng nữa đi hết, dăm một vòng nữa em bà tự đó. Đẹp nha. Đấy thì cặp đây là 58 triệu. 58 triệu. À 58 triệu giao lên cho tôi Gia Lai luôn đó. Khách. Rồi chú giao rồi nha. Rồi. Đấy, giao bò cho khách. Rồi mình dừng cái clip tại đây nha. Cảm ơn quý bà con cũng như những người đã quý mến chạy bò đỡ đến đỡ mua. Cái, rồi. Còn đây là lộ bên em. Bán, đây.